Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về một dòng máy có thể in được content nhãn dán chậu cây. Thì nó được ứng dụng rất là nhiều tại các cơ sở kinh doanh chậu cây hay là các cửa hàng cây cần. Mục đích của nó là in ra những content đề can có những thông tin như là tên sản phẩm, mã vật, giá bán hay là những thông tin khác để mình có thể là dán lên chậu cây, giúp cho cái việc quản lý của cửa hàng mình có thể là được nhanh hơn, tiện lợi hơn và khách hàng có những cái thông tin đầy đủ hơn để khi mà chọn lựa mua những cái sản phẩm phù hợp. Thì nếu như mọi người đang cần tìm một dòng máy có chi phí thấp cũng như là đáp ứng được những cái yêu cầu trên, thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy có model đó là Godet G500. Thì mọi người hãy cùng em khám phá chi tiết hơn về dòng máy này. Thì đây là dòng máy Godet G500 mà em muốn giới thiệu với mọi người. Mọi người có thể là xem qua ha. Thì đây là dòng máy để bàn nha mọi người. Nên thành ra là mọi người có thể thấy là kích thước của nó khá là nhỏ gọn ha. Thì đầu tiên em sẽ review cho mọi người sơ về những cái xung quanh của cái dòng máy này trước ha. Sau đó thì em sẽ đi chi tiết nó in ra những cái con tem nhãn như thế nào. Đây mọi người có thể xem ha. Màu chủ đạo của nó là màu xám nha mọi người. Đây mọi người có thể xem. Bên ngoài thì hầu như nó được lạc bằng nhựa này. Đây, em mở ra ha. Bây giờ xem bên trong. Thì phía sau này mình có thể là đặt được cái cuộn giấy ha. Cuộn giấy của chiếc máy này mình đang có thể để được cuộn giấy để can dài 50m. Còn phía trước này đây là cái vực mình có thể là để hộp mực. Quần mực ha, quần mực nó ra sử dụng được đó là quần mực là 300m nha mọi người. Này, còn cái kích thước của cái đầu in này đang có là kích thước đó là 4 inch, tương đương với là 105mm nha mọi người. Thật ra là mình có thể là sử dụng những con tem mà nó có cái độ rộng tối đa của nó là 105mm ha, hoặc là những con tem nhỏ hơn tùy theo cái yêu cầu kích thước của bên mình muốn sử dụng, nghĩa là 105mm đổ lại bất kỳ kích thước nào thì bên em cũng có thể cắt theo yêu cầu cho mọi người để mọi người có thể những kích thước phù hợp để mình có thể dán lên ha. Đây mọi người có thể xem ha, bên trong hầu như các chi tiết nó là bằng nhựa ha, và pha lại một vài chi tiết thì được làm bằng kim loại. Thì đây là dòng máy Godet G500 thì nó có độ phân giải đó là 2.3 dpi, độ phân giải cũng không quá cao nhưng nó cũng đủ để cho mình có thể in ra những thông tin cần thiết và đầy đủ để có những thông tin lên con tem ha. Đây. Rồi mình đi một xí về cổng kết nối của dòng máy. Mọi người có thể xem đây là công tắc nguồn này, đây là jack nguồn, đây là cổng USB. Thì như ban đầu em có nói thì đây là dòng máy mà nó có chi phí thấp nhưng nó vẫn đáp ứng được yêu cầu của mình. Thường chi phí thấp nên thành ra là bên hãng người ta sẽ tối ưu tất cả những cái cổng kết nối để nó không có LAN, không có RS 232, nó chỉ có cổng USB thì mình cắm trực tiếp vào máy tính để sử dụng, là một máy tính một máy in ha. Thì đây cũng có thể là coi là một trong những cái ưu điểm nhưng cũng là cái nhược điểm nếu như mà mình muốn sử dụng nhiều máy tính khác nhau ha. Thì thấy chi phí thấp nên người ta là tối ưu tất cả. Là ha. Đây mọi người có thể xem một số cái bên ngoài ha. Đây thì nó có làm hai cái đèn ha, một đèn ra đi, một đèn status và cái một nút nhấn fit để giúp mình là nhấn để cho chạy tem ra ha. Hai cái đèn để thể hiện cái tình trạng của chiếc máy. Ví dụ như đang sẵn sàng in hay là đang có lỗi gì đó thì mình có thể xem mà mình biết ha. Phía trên này nó có một cái hộp mica đây. Trong này mình có thể nhìn vào để biết được là xem là giấy đã hết chưa hay là đang còn để mình có thể là chuẩn bị và thay giấy nhá. Đây để không để cho mọi người chờ đợi lâu thì em sẽ kết nối máy và in thử cho mọi người xem ha. Thì chiếc máy này như em nói mình có thể là lựa chọn nhiều kích thước giấy khác nhau để in tem ha. Thì em đang sử dụng kích thước mà nó khá không dùng thì mình có thể in đặt để dán lên trên những cái cần hay chậu cây như thế này. Đấy thì như ban đầu nói là thông tin ở trên cái có tem thì thông thường thì người ta sẽ để một số thông tin là liên quan tới là tên sản phẩm rồi mã vật để quản lý hay là giá bán. Thì mình ngoài ra thì mình cũng có thể là để thêm những cái thông tin khác ha. Đây mọi người thấy xem không? Mọi người xem này. Đây những cái thông tin này thì khi mà cung cấp máy thì mình đang có cái phần mềm để cho mọi người có thể thiết kế và thay đổi những cái thông tin trên này. Đây mọi người có thể xem nó in ra rất là đậm này, rất là rõ ràng những cái mã vạch, những cái nét chữ ở trên này ha. Đó, rất rõ ràng. Tốc độ in của nó cũng khá là nhanh nha. Đây để em in thêm cho mọi người thêm là hãy cho mọi người xem cái tốc độ in của nó là 6 in trên giây nha mọi người. Mình có thể điều chỉnh nhanh hay là chậm hơn nha. Cho mọi người thấy cái nét in của nó là khá là đồng đều nha. Đây, độ phân giải 2.3 dpi, nhưng mình có thể thấy là mặc dù là cái nét chữ nó không được mình như độ phân giải 600 hoặc 300 nhưng về cái chất lượng chữ thì nhìn khá là rõ ràng và sắc nét ha. Đây. Thì mục đích của những con tem này á, đây mình có thể là dán lên những cái chậu cây
như thế này ha mọi người. Ví dụ như là trên cái trầu cây này mình làm lột ra thôi. Công việc của mình tiếp theo là mình lột ra, mình giá. Thì khi khách hàng người ta nhìn vô thì người ta biết được là cái này là giá bao nhiêu tiền, rồi thông tin mình có thể in thêm những cái thông tin trên này, ví dụ như là hướng dẫn sử dụng hoặc bất kỳ những cái thông tin gì gì đó, chất liệu hay gì đó mình có thể là in thêm nó dán vào, hoặc là những cái trầu cây này để mình có thể là dán lên để mình quản lý bán hàng. Sau đó mình sử dụng cái máy quét mã vạch và mình sử dụng đó, dán lên rất là tiện lợi ha. Đó mọi người thấy một cái chỉ của dòng máy này là gì đây. Để làm tiếp, ví dụ những cái chiếc trầu khác nhau thì mình có thể là sử dụng những thông tin khác nhau để in nè. Giờ em đang chỉ có in mẫu cho mọi người xem thôi. Đó, mình cứ dán lên, mình có thể để sử dụng cái nào. Đặc biệt hơn một chỗ nữa thì nếu mà mình sử dụng những cái trầu cây này, mọi người thấy cái bề mặt nó hơi gồ ghề thế này không? Những cái trầu trơn thì nó khá dễ, những trầu hơi gồ ghề thì mình có thể sử dụng cái giấy mà có chất keo tốt. Thì bên em cũng có cung cấp cho mọi người là cái giấy có chất keo tốt ở trên để mình có thể là dán lên những cái bề mặt gồ ghề như thế này ha, để nó có thể là bám chắc hơn nha mọi người. Đó. Ngoài ra thì chiếc máy này em đang sử dụng cái chất liệu giấy để can, đây là để can PVC sẽ không rách, không thấm nước, và cái nét chữ trên này khi mà có mưa gió hoặc là mình tưới cây nó sẽ không bị bay chữ trên này, nên mọi người yên tâm ha. Tại vì là mục đích của trầu cây thì hoặc là trầu, nếu mà trầu không thì không sao, còn trầu có cây ấy, thì thường mình phải tưới đúng không, hoặc là mình có những cái gì đó mà có nước, thì khi mà mình khi lúc dán là mình dán là khô, sau đó thì mình đem ra trời mưa và nước thì nó còn đảm bảo được cho mình là thông tin trên này không bị bay, không bị phai thì rất là tốt. Còn nếu mà mình sử dụng ở trong nhà không ha, thì không có bị mưa gió hoặc là mình cái trầu kia không, thì mình có thể là sử dụng những cái con tem là tem để căng thường như thế này thôi này. Để căn thường như thế này mình dán lên trên những cái chậu cây đó. Cái kích thước này do mình tùy chọn, mình dán lên trên chậu cây như thế này. Tại vì những con tem thường này thì chi phí nó rẻ hơn những con tem mà PVC không thấm nước, không bị bãi chữ này kia đó. Thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng thì ở trong nhà hay ở ngoài trời để mình có thể là sử dụng cho nó được tiện lợi hơn. Thì đây là mục đích chính của cái chiếc máy in tem nhãn dán chậu cây này đó, mọi người có thể là tham khảo thêm ha. Thì vừa rồi em đã cùng với mọi người tìm hiểu và khám phá về dòng máy Godet G500 in tem nhãn dán trầu cây. Thì mục đích của việc in tem nhãn dán trầu cây lên như thế này thì mọi người có thể thấy là giúp ích mình được rất là nhiều trong công tác quản lý, được thuận tiện hơn và tạo sự chuyên nghiệp cho cửa hàng, hay là khách hàng có thể là lựa chọn và mua hàng dễ dàng hơn vì trên đây có những đầy đủ những thông tin mà khách hàng cần. Thì nếu như mọi người đang cần tìm một dòng máy có thể là in tem nhãn dán trầu cây này, hoặc là cần tìm những cái loại đề can, loại mực phù hợp với các sản phẩm của mình, thì mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Mặt Vật qua số hotline 1900 3438, hoặc là truy cập vào website thegioimatvat.com. Thì Thế Giới Mặt Vật sẵn sàng để tư vấn và hỗ trợ cho mọi người để lựa chọn sản phẩm phù hợp. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.